gì thế? Quả đổi sau nhà bác Lệnh nó bị sụp xuống. Sụp xuống à? Nắp nhà rồi. Trời ơi. Chết người rồi. Thằng Lệnh kia, thằng Lệnh. Cái là kia thằng Lệnh kia lên. Cái là kia chúng tôi rồi. Ơi. Chúng ta kia rồi. Báo quân bình tĩnh. Ôi ôi. Dạ báo cáo đồng chí bí thư. Gầy rồi đồng chí ạ. Bên bản na là lũ sập nhà. Ôi. Gầy rồi. Toàn bộ lực lượng triển khai để đưa bà con vượt đập tràn về nơi an toàn. Báo cáo với đồng chí bí thư, đập tràn đã bị nước ngập trắng lên rồi ạ. Bằng mọi giá phải đưa bà con vượt đập tràn về nơi an toàn. Ôi giời ơi, nước ngập trắng này thì băng qua làm sao? Chưa lên các đồng chí ơi. Khẩn trương lên các đồng chí ơi. Các đồng chí, tất cả đều là đồng chí. Đây lên, đưa bà con sang đây đập tràn. Đưa bà con về nơi an toàn. Cứu chúng tôi. Xuống đi. Lên đâu? Đưa bà con về đây. Đây được. Bác phải nghe lời em. Bác mà ở lại nữa bác chết đấy. Cẩn thận đây. Thôi bà đi đi bà ơi. Đây lên nào. Lên nào. Có bên này nguy hiểm lắm. Lạnh ơi. Kìa nhanh lên Hào ơi. Không có gì đâu. Cẩn thận lên Hào ơi. Anh chặt xuống đây. Cẩn thận đây. Nhanh lên nào. Lạnh ơi. Cẩn thận lên Hào ơi. Bám chặt vào. Bám chặt vào. Nước lũ lên. Nước chảy lên. Cẩn thận đây. Bám chặt vào. Lấy gì mà học hành đây cái chứ? Tàn hoàng đấy. Lành ơi, Lành ơi. Lành ơi, bà Thoa, con ở đâu? Mẹ đi tìm con 5 ngày nay mà không thấy con đâu cả. Bác ơi, bác Thoa ơi, kìa bác. Xin thay mặt chính quyền, tôi chia sẻ những mất mát to lớn này của bà con. Các ban ngành trong tỉnh đang khẩn trương lên đây để giúp bà con khắc phục hậu quả sau trận lũ. Bà con sẽ được di dời đến nơi ở mới an toàn, sẽ được hỗ trợ tiền làm nhà. Báo cáo các đồng chí lãnh đạo xã. Nhưng điều mà dân chúng tôi cần là các cấp chính quyền cần có một cách nào đó để những trận lũ như thế này không còn xảy ra nữa, để dân chúng tôi còn thoát nghèo và thoát khổ nữa. Bà con hết sức bình tĩnh. Đâu chỉ có ở tỉnh ta và ở nơi này, bà con cũng thấy đấy. Cứ mỗi mùa mưa bão đến là chúng nó tàn phá, cướp hết thành quả của con người. Chúng ta phải biết chấp nhận, chống chọi để tồn tại thôi. Nói như bác chủ tịch xã, lỗi là do thiên tai ư? Cháu nghĩ lỗi còn do cả nhân tai nữa đấy. À thì tất nhiên thì cũng tất cả là do con người. Mà cũng là con người nói chung. Mà nói chung cũng là con người. Chính vì thế mà tôi kêu gọi toàn thể bà con không được phá rừng làm nương. Chúng ta phải trồng rừng, bảo vệ rừng, phải phát triển kinh tế từ rừng. Đồng chí chủ tịch Hạ nói đúng, nhưng nói không là chưa đủ. Cần phải có người làm trước, làm đúng, làm hay, để bà con nhìn thấy mà làm theo. Đây đây đấy, bà con đã nghe đồng chí bí thư nói rồi đấy. Này, nhà anh làm trước nhé, nhà bà nhé.
nhà cô nhé, nhà anh nhé, nhà chị nhé. Dạ, báo cáo với đồng chí bí thư, tôi đã kêu gọi bà con rồi, nhưng mà không ai chịu làm cả. Chính vì thế mà tôi xin được phát động các đồng chí đoàn viên thanh niên, chúng ta phải xung kích đi đầu. Tôi kêu gọi toàn thể bà con hãy chung sức đồng lòng, không cam chịu đói nghèo, không khuất phục trước thiên tai dịch bệnh. Thưa đồng chí chủ tịch xã, các đồng chí cứ hô hào bà con nhân dân như thế, nhưng các đồng chí lại không có hướng đi cụ thể, và nhất là các đồng chí không nhìn thấy những sai lầm thiếu sót trong cách lãnh đạo của mình. Thì những điều đồng chí vừa nói và những điều bà con chúng tôi mong đợi, liệu nó có trở thành hiện thực được hay không, hay lũ về nó lại cuốn đi tất cả như thế này này? Cậu Nghĩa đấy, bà con thế đấy, đồng chí Nghĩa nói rất đúng. Chúng tôi hy vọng với kinh nghiệm bản lĩnh của một người lính, đồng chí là một nhân tố mới khi trở về với đời thường, phải giúp quê hương xây dựng chứ gì. Vừa rồi ấy, là tôi đang nói trên góc độ chính quyền, còn tôi với ông là bạn. Chính vì thế mà tôi đã bố trí ông làm bí thư kiêm trưởng bản, là có ý của tôi cả đấy. Chính vì thế mà ông phải ủng hộ, ông phải giúp tôi chứ gì. Tôi chỉ ủng hộ những người tích cực và gương mẫu thôi, và không bao giờ tôi ủng hộ những người làm nghèo đói cái mảnh đất này đi. Tất nhiên là chính quyền xã sẽ giúp hỗ trợ hết sức. Nhưng mà này, sức thì chỉ có hạn thôi. Mà ông phải hiểu rằng là xã mình vẫn là xã đặc biệt khó khăn. Chính vì thế mà ông phải hiểu chứ. Vâng, tôi hiểu. Bà con ạ, không ai khác chính chúng ta phải đối diện với những gian nan thử thách này và tự mình vươn lên. Chúng ta hãy nén đau thương để ổn định lại cuộc sống. Có an cư thì mới lạc nghiệp được. Có an cư thì mới lạc nghiệp được. Thôi, bà con nghe lời tôi, chúng ta hãy dọn dẹp đồ đạc mang về nhà đi. Chúng nào, ta thu dọn thôi bà con. Để em đưa bác vệ nào. Chúng ta về nhà. Này đi anh ạ. Sao đây cái? Nghe câu an cư lạc nghiệp của bác Nghĩa mà em cứ thế lo anh ạ. An cư là bình an cuộc sống, có cái gì mà phải lo nào. Ủa anh ơi, ý tứ trong câu nói này thâm sâu lắm. Không đơn giản là an cư lạc nghiệp là ổn định là cơ sở vật chất đâu. Mà như là ổn định lại đội ngũ cán bộ này, đội rồi là tư tưởng này. Hay cái cậu này, có cái gì mà không ổn định về tư tưởng ở đây? Có cái gì mà không ổn định về cán bộ ở đây? Cậu chỉ được cái xì diễn linh tinh thôi này. Anh cứ chủ quan. Anh cũng thấy đấy. Từ hồi bác Nghĩa xuất ngũ về với địa phương, đơn thư khiếu nại cũng từ đó mà bay ra như bướm bướm. Đấy đấy, anh thấy không? Trong nhà bác Nghĩa lúc nào cũng tấp nập người ra người vào, mà toàn những người khuôn mặt sáng sủa thôi. Khuôn mặt sáng sủa tức là nhiều người tốt. Không, ý em nói là toàn người có chữ. Có chữ thì đất nước càng được nhờ chứ còn sao. Người ta có chữ thì người ta giỏi. Giỏi thì càng tốt. Ôi trời ơi, người ta giỏi thì người ta biết. Biết thì làm sao? Người ta biết thì người ta sẽ đào, người ta đào người ta bới. Mà người ta sẽ bới là người ta móc. Mà móc là lộ, mà lộ là chết ông nhỉ. Cái cậu này, chỉ được có nói cỏ tôi đâu. Trọng ơi, thôi con là chú đất này để bố với chú Tình làm nhá. Con tranh thủ về mang toàn bộ số cây giống ra đây để mọi người trồng trước kịp thời gian, được chưa? Nhanh lên nhá, mang hết giống ra đây. Đấy. Bác Nghĩa này, em thấy thằng cu nhờ bác á, nó học xong đại học rồi, sao không để nó làm việc ở trên tỉnh mà lại bắt nó về quê làm gì cho cực ra bác? Học gì thì học, cũng chỉ để làm việc thôi, mà không có nơi nào làm tốt hơn, đó là làm giàu cho quê hương và cho gia đình mình. Bác nói phải đấy. Hôm nọ em có nghe cháu nó tâm sự với em là nó đang muốn mang cái giống bò lai ở đâu tận miền ngoài về đây á để nuôi thử đấy bác ạ. Đúng rồi. Nói là lợi nhuận kinh tế cao lắm. Chú ơi, chúng ta phải áp dụng cái mô hình ấy là vừa trồng rừng lại vừa chăn nuôi dưới tán lá rừng chú ạ. Vâng. Chúng ta phải thực hiện cái nhiệm vụ là vừa bảo vệ rừng lại phát triển được kinh tế rừng, chú hiểu chưa? Em hiểu. Để mới hạn chế được những cơn lũ kéo về bản ta. Em hiểu rồi. Bác ơi, bà con đi lấy gạo về rồi kìa bác ạ. Đi vào bà con ơi. Bà con ơi, ta vào đi bà con. Chào bà con.
Bà con lấy gạo về rồi đấy à? Vâng ạ. À. Thế ngoài gạo ra còn cái gì khác nữa không? Anh ơi, có nước mắm mì chính, rồi là dầu ăn, rồi là... nhiều lắm anh ạ. Như thế là ấm rồi. Dạ vâng. Bà con ạ, nhân dân cả nước luôn hướng về những nơi chịu thiệt hại thiên tai như chúng ta đây. Ngân hàng ấy cũng đã khoanh nợ và tiếp tục cho chúng ta vay thêm vốn để củng cố lại sản xuất. Vấn đề bây giờ chúng ta cần ấy là niềm tin và hướng đi nữa thôi. Đúng bà con. Niềm tin thì chẳng thấy, mà hướng đi thì cứ mịt mờ. Này, cô nói bậy bạ cái gì đấy? Anh có lên ủy ban xã anh lấy hàng cứu trợ thì anh mới biết sự việc gì xảy ra. Này này, trên thế, thế ở trên đấy có chuyện gì à? Có vấn đề gì nói tôi nghe xem nào. Không có gì đâu. Cứ nói đi. Thôi, ngại cái gì? Cháu chả nói nữa đâu. Đấy kìa. Nói ra cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Thế nào? Các bà các mế, trên đấy phát hàng cứu trợ có vấn đề gì? Cứ trình bày cho tôi nghe xem nào. Dạ. Đúng đấy ạ. Dạ, cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Thế các bà có ý kiến gì không? Hả? Tôi không có ý kiến gì cả. Thôi thì cứu trợ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Có còn hơn không ạ? Sao lại nói như thế được nhỉ? Bà ơi, trên đấy phát hàng cứu trợ có vấn đề gì? Bà cứ nói cho tôi nghe xem nào. Này, tôi hỏi ông nhá. Thế có phải là hôm nọ ông nói với tôi là mỗi một nhân khẩu là được phát 10kg gạo? Đúng rồi. Mà nhà nào khó khăn hơn thì lại được hơn, có đúng như vậy không? Thì tôi đi họp các đồng chí phổ biến là như thế mà. Úi giời ơi, ấy thế mà hôm nay mọi người đi lên, sao? Họ lại phát cho mỗi nhân khẩu chỉ có 8kg gạo thôi. Sao lại thế được? Mà lại chia đều cho nhà nào cũng giống nhà nào ông ạ. Không thể như thế được. Thế ở trên xã ai là người là chỉ đạo cái phát hàng cái chợ đấy nhỉ? Bác ơi, còn ai gọi bác phóng chủ tịch xã? Cháu thấy nhà bác ấy có việc gì đâu, thế mà cũng được cấp phát đấy ạ. Sao lại vô lý thế được? Này, cô là đảng viên nhé, còn nói tôi nó nghiêm túc vào nhá. Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của một đảng viên. Tại sao cán bộ ngang nhiên làm sai mà không ai dám nói ạ? Dân tình người ta thấp cổ bé họng, cho nên chả ai người ta lên tiếng đâu ạ. Ông là bí thư chi bộ, ông là trưởng bản, người ta đang cần ông phải lên tiếng đấy. Đúng rồi đấy ạ, bác phải lên tiếng chứ bác. Mọi người cứ bình tĩnh. Bác nghĩa là bác mới xuất ngũ về, lại mới làm khóa đầu. Mọi người phải từ từ để cho bác ấy còn thở đã. Sao bao nhiêu người khóa trước mọi người không đòi hỏi đi mà đến bây giờ bác ấy lại cứ đòi hỏi bác là sao? Vâng, bà con ơi, thôi ai lấy được gì cứ để cho họ lấy. Vâng, thân mình thì mình phải lo. Kìa bác bà. Nghĩa, bác đi bộ đội về, bác biết nhiều, bác hiểu nhiều, bác xem có cách gì hay bác bảo cho chúng tôi làm theo với ạ. Vâng. Ui, có đấy các bà ạ. À. Này nhá, bác Nghĩa mới ở Nghĩa Đàn và mang về đây cái giống cam ngọt này, vâng, gọi là giống lát này, rồi giống xoan đào này. Đây, bà con nhìn đây. Anh em chúng tôi đang đào để trồng thử thế này. Lát nữa trồng tất cả những quả đồi bà. Phải đấy, lát nữa thằng cháu Trọng nó sẽ mang giống ra đây. Ngoài ra nhá, thằng cháu Trọng nó còn mang vào đây cái giống bò lai tăng sản, năng suất cực kỳ cao và lợi nhuận kinh tế cực kỳ cao. Bà. Anh ơi, cứ cho là có cam, có lát, có xoan, rồi là có bò, có dê, có trâu, có gà. Thế nhưng mà ai sẽ lên đây thu mua? Anh, em hay là chồng chị Lý sẽ chở xe bò xuống thành phố để bán? Ôi giời ơi cô ơi, chúng ta phải biết liên kết bốn nhà lại. Này nhá, nhà nước này, nhà nông này, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học lại. Ôi giời ơi anh ơi, nói thì đúng thì hay đấy. Thế bây giờ ai là người đứng ra để mời mấy cái nhà đấy liên kết lại với nhau? Còn ai ngoài chính quyền xã nữa? Thế nhưng mà chính quyền xã mình thì mọi người biết hết rồi đấy. Suốt ngày trình bày khó khăn, rồi là xin đề xuất đề đạn, rồi nguyện vọng này, nguyện vọng kia. Em nói thật nhá, quan điểm của em lâu nay là thế. Thế cho nên nói nấy nói nữa cũng thế thôi, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Ôi này, em về đây. Này, cô Lợi. Thôi, tôi ấy, tôi thấy như thế lại đâm hay đấy. Chúng ta cứ giữ cái đói cái nghèo, trung ương và tỉnh sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Bác ơi, bà ơi, nói như thế thì khác nào chúng ta lại cố tình tụt lại phía sau ạ. Đấy, đấy, TV báo đài cũng đã đưa tin, có cụ bà 80 tuổi xin được trả lại cái hộ nghèo. Vậy mà chúng ta lại cố tình chấp nhận đói nghèo hay sao ạ? Đúng rồi. Tư liệu sản xuất có, sức khỏe con người có, ấy thế mà khát vọng lại không có. Thế thì chịu thôi. Bác xem thế nào giúp chúng tôi với. Chứ hàng năm cứ lũ lụt kéo về như thế này, người thì chết, nhà cửa thì tan hoang, của cải thì cuốn theo dòng nước lũ trôi hết. Đến lúc lại cứ bảo dân chúng tôi chờ vào hàng cứu trợ, chúng tôi khổ lắm. Vâng. Các bà cứ yên tâm, bà con yên tâm, chúng tôi cũng đang suy nghĩ để tìm ra hướng đi mới đấy. Phải tự mình vươn lên, phải tự mình cứu lấy mình. Đừng bó tay trước trời, đừng trông chờ vào cứu trợ. Rồi đến lúc
mì tôm cũng không nuốt nổi đâu. Chào các bác. Bác ơi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào hả bác? Bây giờ có hai việc chúng ta phải làm ngay. Đấy, việc thứ nhất là phải gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trình bày rõ quan điểm của mình. Vâng. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta phải triển khai ngay, làm ngay cho bà con thấy. Vâng. Bà con có thấy, bà con mới tin. Bà con có tin thì bà con mới làm theo. Vâng, thôi, em hiểu. Bây giờ tôi với chú bắt tay vào công việc đi. Vâng, làm thôi bác. Đề xuất, tố cáo, khiếu nại. Cứ thấy người ta hiền lành, không nói gì, thì muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói à. Như thế này là dân chủ quá trớn rồi. Lại kiến nghị, lại khiếu nại. Alo, tôi phóng chủ tịch xã nghe đây. Dạ vâng ạ, dạ cảm ơn anh. Em khỏe ạ. Dạ. Dạ, anh ơi, thế anh có khỏe không ạ? Dạ, cái gì ạ? Đơn kiện về em ấy ạ. Nhưng mà về việc gì ạ? Dạ, anh ơi, làm gì có chuyện đó hả anh? Chắc là có đứa nào ghen ghét đố kỵ nên dựng chuyện để nhằm hạ uy tín của em ạ. Dạ, anh ơi, dạ, bình thường ấy, đứa nào mà láo nháo ấy là em bẻ nó như bẻ măng anh ạ. Dạ em hơi nóng tính ạ. Dạ vâng ạ. Dạ em xin được rút kinh nghiệm ạ. Dạ. Cậu Long đâu? Cậu Long đâu rồi? Dạ anh ơi, anh gọi em ạ. Cậu có biết người ta đang làm đơn kiện chính quyền xã về việc giao rừng phòng hộ để làm nơi kỷ dưỡng không? Anh ơi, em biết ạ. Biết mà cậu làm như thế à? Anh ơi, người ta kiện đủ thứ, để ý làm gì cho mệt đầu hả anh? Chết, cậu gác côn cho tôi như thế này là chết. Hay, anh ơi, việc này em đã báo cáo với anh từ trước rồi còn gì? Cậu báo cáo tôi à? Dạ vâng. Thế tôi chỉ đạo cậu thế nào? Anh chỉ đạo cho em là, uể con kiến mà kiện củ khoai, lo cái gì mà lo? Đây là vùng sâu vùng xa, ai để ý làm gì cho mệt đầu? Cậu cứ yên tâm đi, kê cao đầu mà ngủ. Còn việc còn lại để anh lo. Dạ, anh chỉ đạo em như thế à? Thế tôi chỉ đạo cậu như thế à? Dạ vâng. Đấy là rượu nó nói. Sao lại rượu hôm nói ấy à? là uống hơi nhiều rượu nên là không nhớ là mình đã nói với cậu những gì cả. Anh ơi, cái gì? Em cũng không biết là rượu nói hay là anh chỉ đạo. Thế nhưng hôm đó em rất cẩn thận và em có ghi âm đây. Ấy này cậu, cất ngay. Cất ngay. Dạ vâng, em cất ạ. Anh ơi, anh xem xét ký cho em cái hồ sơ ạ. Hồ sơ gì? Dạ, hồ sơ đất anh ạ. Anh ơi, đây ạ, em trình nhanh ạ. Thế nhưng mà đây dạ. là đất rừng phòng hộ cơ mà. Anh, người ta làm nhà chứ nó lâu rồi. Nhưng mà đất rừng, chỗ này là không cấp được. Nhưng anh đã đồng ý rồi còn gì? Tôi đồng ý à? Vâng, đây đây. Nào? Đây, em có ghi âm đây. Ê, cậu thì cất cái máy của cậu đi. Dạ vâng, em lại cất ạ. Anh ơi, anh xem xét ký hộ em ạ. Này. Dạ. Đây là trường hợp của mụ lán béo, là trường hợp cuối cùng đấy nhá. Dạ vâng, anh ơi. Trưa nay anh em ta lại làm tí nhỉ. À, tí hả? Vâng, có món hay lắm anh ạ. Món gì? Là... Thế thì làm phải tí. Dạ vâng. Này, được. Vâng. Cái rượu ở cái quán ấy được đấy. Ôi, rượu này, quá ngon anh ạ. Cậu nhớ lấy cho mình mấy lít để chuẩn bị đi công tác nhá. Thì mấy lít thì uống cái gì anh? Em bảo mụ lán béo ngâm cho anh 100 lít rồi. Tốt. Cậu đúng là cán bộ quả có năng lực. Dạ, anh quá khen ạ. Dạ, em xin anh ạ. Em đi ạ. Này, này. Dạ. Bảo này. Anh ơi, anh còn chỉ đạo gì thêm ạ? Thế là nghe nói là cậu sắp lên huyện hả? Anh ơi, làm gì có chuyện đó anh.
em làm sao dám được ạ. Anh đang còn đương chức đương nhiệm, anh còn công tác ở đây thì em còn phải theo anh để điếu đóm cho anh chứ ạ. Lên được cũng tốt thôi. Dạ. Càng có anh có em, chân rết càng chắc. Này, anh nghĩ thế ạ. Nhưng mà nhớ là trước khi lên huyện ấy, dạ, là phải tìm được người năng động như cậu để thay thế, rõ chưa? Tìm một người năng động như em để thay thế ạ. À. Anh ơi, không phải tìm đâu xa, có ngay anh ạ. Có rồi à? Có luôn. Báo cáo anh, hiện tại có một cậu Hiệp. Cậu ấy đang làm nghề lái xe. Nhưng gia đình có nguyện vọng là cho cậu ấy vào nhà nước. Tốt. Báo cáo anh, gia đình nhà cậu này nhá, lực cũng mạnh đấy. Tôi. Dạ. Anh xem xét rồi cho cậu ấy thay chân em luôn. Này. Dạ. Thế mà nhưng lái xe mà lại sang quản lý địa chính đất đai à? Ô anh ơi, có sao đâu. Trời ơi, mảng địa chính đất đai dễ ợt có gì đâu mà. Trong tầm tay của anh thôi. Mà không có học, không có bằng cấp ấy thì dễ sai phạm lắm. Ô anh ơi, lo gì anh. Anh cứ bố trí cho cậu ấy đi học một cái lớp tại trước thế là xong. Thôi được rồi. Dạ. Cậu về nói với cậu ta ấy, dạ, là trưa nay phải ra mắt tớ. Ôi, chưa? Trưa nay luôn ạ. Ừ. Ra mắt luôn ạ. Ừ. Dạ, để em đi thông báo cho cậu ta ạ. Ừ, dạ, đi. Báo cáo anh em xin phép ạ. Ừ, cậu khẩn trương đi. Dạ. Em đi ạ. Ừ. Ôi, ôi kìa, bác Nghĩa. Cậu đồng tôi đi đâu mà? Gặp chủ tịch. Thế bác đi đâu đấy ạ? Tôi gặp chủ tịch. Bác lên chủ tịch có việc gì? Tôi báo cáo một số vấn đề. Bác ơi, chứ việc công hay việc tư? Việc tư thì tôi đã đến nhà rồi. Ôi chứ việc gì mà công trông bác căng thẳng thế? Thế cậu đã báo cáo cái việc mà tôi đã nói chưa? Ôi trời ơi bác ơi, mấy cái khiếu nại con ở quê bác chỗ bác ấy, báo cáo với chủ tịch làm gì cho mệt đâu. Như thế là cậu đã bịt mắt chủ tịch rồi đấy. Ôi ơi, bác ơi, chủ tịch bao nhiêu công to việc lớn thì báo cáo làm gì? Thôi được rồi, bây giờ bác vào báo cáo, gì thì báo cáo. Nhưng mà mong bác là né né cái mảng em phụ trách ra nhé. Dù gì em với bác cũng là cạ mà. Tôi không biết anh Phòm. Ý ông nói là làm cùng một cánh. Làm cán bộ mà kết bè kết cánh để trục lợi hay sao hả? Ơi bác, thì bác cứ nâng cao quan điểm. Ý em nói là nâng cao cái tinh thần đoàn kết nội bộ để cùng nhau phát triển. Đoàn kết à? Tôi chỉ đoàn kết những người biết lo cho dân cho nước thôi nhá. Tưởng là có tí công là muốn làm gì thì làm. Không sợ nhá. Nghe bước chân là biết ngay là ông đến rồi. Chào đồng chí chủ tịch. Tôi muốn gặp đồng chí để báo cáo một số vấn đề. Thôi vấn đề gì thì cứ gác lại đã. Làm ấm nước đã. Tôi muốn vào việc luôn. Thôi việc gì thì việc, cứ phải làm ấm trà đó. Nè xuống đây. Này khách quý tôi vi mời đấy nhá. Việc đâu sẽ có đó. Việc gì thì việc, cũng không thể đánh đổi tình bạn giữa tôi và ông được. Nhưng việc này ấy, nếu mà cậu không nghe lời tôi thì tình bạn giữa tôi và cậu coi như là... Cậu vẫn quen cái đời sống quân ngũ. Bây giờ về đời thường rồi thì không phải là cái gì cũng cứ lên đạn để khai hỏa được đâu. Đồng chí Phóng ạ, trong quân ngũ chúng tôi chỉ học những tình huống giả định. Phía sau lưng mình là đồng đội, còn phía trước nòng súng kia là hình ảnh của quân thù. Nhưng đến bây giờ khi đối diện với cuộc sống đời thường, thật là khó xác định đâu là người vì dân vì nước, còn đâu là người hại dân hại nước. Tôi xem nào. Không sao cả đâu. Mà vừa rồi cậu định ám chỉ ai là tôi biết cả rồi đấy. Cậu cũng phải hết sức thông cảm chứ. Người ta không phải cũng muốn như thế đâu. Bây giờ mà cậu cũng biết rồi đấy. Mà bây giờ không phải là cứ giỏi giang là cái gì cũng làm được đâu. Cái gì bây giờ cũng phải là bôi trơn. Cũng phải là nghĩ đến cái tư lợi trước, rồi lấy việc công sau. Thế này, như tôi đây này, này. Như tôi là chủ tịch xã nhé. Mà mỗi khi đi chạy dự án nhé, là mà không có cái gì để mà lót xuống cái hồ sơ của cái dự án đấy, thì làm gì lấy được cái gói thầu đó hả? Thôi thôi, mà tôi không nói với cậu nữa. Tốt nhất ý, là cậu cũng nên hội nhập vào cái vòng quay ấy đi. Vào đây làm mà chén trà đó. Đó không phải là vòng quay, mà đó chính là lực cản đấy. Cậu nên nhớ, dân tộc này, trong đó có bố tôi, bố cậu và biết bao nhiêu người đã anh dũng hy sinh ở cái mảnh đất này. Và những người tiếp bước sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và sẽ chiến thắng mọi lực cản đấy. Cậu nói cứ như là tivi nó nói. Tôi phải nói để chỉ ra những yếu kém sai lầm mà cậu là người chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy. Khổ quá. Thế thì cậu nói cho làm cái gì? Cậu được cái gì đấy mà cậu nói? Tôi phải nói để đấu tranh với cái sai cái trái, bảo vệ lẽ phải và công bằng xã hội.
khổ quá. Nhưng không ai người ta bảo cậu là làm ăn yếu kém ở cái nơi này. Thế trách nhiệm của cậu hả? Trách nhiệm của cậu thì thế nào đây? Khổ quá, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà cậu biết đấy, biết làm cái gì ở cái nơi mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này. Nhưng nếu như chính quyền đủ mạnh thì sẽ làm cho quê hương chúng ta thay đổi. Nhưng lâu nay bộ máy chính quyền xã ta làm ăn như thế nào thì cậu thừa biết ra rồi còn gì nữa. Cậu là bạn tôi mà cậu lại ăn nói những cái lời nghe nó trái tai như thế là sao? Cấp trên mà thích nghe những lời xu nịnh bợ đỡ của cấp dưới thì càng dẫn tới hố sâu đấy cậu ạ. Lời cậu nói là đúng, nhưng bây giờ chúng tôi không làm được. Mà cậu là bạn của tôi, thế cậu không muốn tôi phát triển hay sao? Chính vì kiến địa bạn nối khố giữa tôi và cậu mà hôm nay tôi đến đây để gặp cậu. Tôi muốn nói hết để cậu rút kinh nghiệm sửa chữa sai lầm của mình thôi mới rồi. Phát triển được. Thôi được rồi, hôm nay chỉ có tôi và ông đây thôi. Ông cứ nói thẳng ra đi, bây giờ tôi phải làm gì? Ông uống nước này. Cậu hãy dừng ngay những việc làm sai phạm của mình lại. Chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai và loại bỏ những cán bộ yếu kém về năng lực, về phẩm chất đạo đức ra khỏi bộ máy. Đó là cách duy nhất để bộ máy chính quyền xã ta thật sự là đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo và phát triển. Có như thế thì mới đoàn kết được nhân dân, thì làm việc gì nó mới thành công cậu ạ. Cậu nói thì rất đúng, nhưng mà tôi không làm được. Mà chẳng có ai tự lấy dao chặt chân tay của mình. Mà cậu đã biết rồi đấy, tôi chỉ còn có khóa này thôi. Những cái điều kỳ vọng của cậu thôi thì cứ để khóa sau cho người ta làm. Nếu cậu không làm tốt thì không còn khóa sau nữa đâu. Cậu đừng có dọa tôi. Tôi không phải dọa cậu. Tôi thừa biết là cậu có nhiều vây cánh, bởi vì lâu nay cậu làm ngơ cho họ phá rừng, bán rừng. Nhưng cậu hãy nên nhớ rằng trong công cuộc phòng chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước chúng ta đang triển khai là không có vùng cấm đâu. Không ai có thể bao che được cho cậu đâu. Cậu dám làm như thế à? Tôi dám đấy. Bởi vì tôi là một đảng viên, là người lính cụ Hồ. Úi giời ơi, úi giời ơi. Cái này, làm cái gì mà cậu hùng thế? Vào cái chỗ công sở thì đi nhẹ nó khẽ cười duyên thôi. Thế làm cái gì mà cứ lúc nào anh hùng anh tam. Anh hùng anh dũng là ra xa trường, về với đời thường rồi mềm mỏng mềm mại uyển chuyển vào chứ. Này, có phải đối diện ấy thì nên đối thoại mềm mại, chứ đừng cố đến đối đầu đấu khẩu mệt đấy. Nên như em vừa rồi nhá, em mà không nhanh nhẹ uyển chuyển mềm mại luồn lách đánh võng thì có phải là đâm sầm vào nhau rồi không? Mà đâm sầm vào nhau là va chạm, cả hai người đều thiệt, chả biết ai đúng ai sai đều đâu. Thế cho nên là có câu rằng ấy, học ăn, học nói, học gói, học mở, phải biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết nằm, thậm chí là phải biết quỳ nữa. Chứ đứng thì không biết đứng, đi không biết đi, súng đạn thì vô tình nó bắn bỏ mẹ. Anh ơi, em đã báo cáo với anh rồi, bác Nghĩa là tinh khí bác như thế thì anh cứ dùng bác ấy làm cái gì? Anh dùng bác ấy thì có ngày bác ấy thì quật lại anh em chúng mình ấy. Tất cả những cái này là do cậu tham mưu chứ sao? Ơi anh, em tham mưu nhưng anh là người ký người quyết cơ mà. Tôi quyết là vì tôi tin cậu. Gì em mới không làm như thế thì làm gì anh có nhà có xe? Chả nhẽ chị nhà chăn nuôi lợn mà có à? Cậu bảo tôi nhà lầu xe hơi thì cậu cũng xe hơi nhà lầu. Này, chưa nói là cậu đang còn đất đai trên thành phố đấy nhá. Thế tất cả những cái thứ đó là do vợ cậu buôn chổi mà có à? Anh quả thật là người tinh tường, nó đúng là không có việc gì qua mắt được anh. Ủa dạ báo cáo anh, thế nhưng mà cái vụ này căng anh ạ. Đây này, anh xem này, đơn thư khiếu nại người ta thì chụp người ta gửi qua Zalo cho em đây này. Đấy, anh xem đi, em phải lo chứ. Lo cái gì? Đây là vùng sâu vùng xa, người ta kiện mãi, người ta nói mãi, chán thì cũng thôi. Ủa anh ơi, nhưng thời đại 4.0 rồi, cánh nhà báo người ta nhạy cảm lắm. Chính vì thế
mà cậu phải làm cái vụ này cho nó khéo khéo vào. Ủa anh ơi, đấy là tài của cậu cơ mà. Anh ơi, em e là căng đấy, cái vụ này căng anh ạ. Căng cái gì mà căng? Ừ, em lo lắm anh ơi. Sao đây lo? Ủa anh ơi, anh còn có một khóa thôi, em tới ba khóa anh bảo không lo làm sao được. Cậu cứ yên tâm, không ai dám làm gì cậu cả đâu. Cứ thế mà làm nhé. Anh ơi, anh đừng có chủ quan căng đấy anh ạ. Đây đây đây, báo chí nó viết như thế này thì anh bảo không lo làm sao được. Sao? Để em đọc cho anh nghe nhé. Đây, báo đăng như thế này nó mới gay chứ. Khu du lịch sinh thái không phép lấn chiếm đất rừng phòng hộ, xây dựng hoành tráng và kéo dài cả năm trời, nay đã đi vào hoạt động, thế nhưng chính quyền không kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Láo. Úi giời, họ còn viết như thế này thì mới chết cái chứ. Nghĩa là mặc dù sai phạm nghiêm trọng, xây dựng không phép lấn chiếm đất rừng phòng hộ, xây dựng đất trồng cây lâu năm, nhưng không hề có một biên bản, một đề xuất, kiến nghị kiểm tra của chính quyền địa phương xã. Thôi. Dạ, anh ơi, em mới đọc có 50% thôi, đang còn đấy. Bỏ 50% ấy đi. Tôi sẽ chọn phương án phao cứu trợ. Anh ơi, anh gọi điện cho người thân ạ. Anh ơi, anh gọi đi ạ. Alo. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Anh có khỏe không ạ? Dạ. Thế thì tốt rồi ạ. Dạ. Anh ơi, thế anh đã đọc cái bài báo viết về xã em chưa ạ? Dạ anh ơi, làm gì có anh. Dưới xã em vẫn bình thường anh ạ. Bà con vẫn là chung sức đồng lòng để xây dựng quê hương ạ. Dạ. Cái gì ạ? Huyện thành lập đoàn thanh tra. Anh ơi, anh chăm sự nhờ anh giúp em ạ. Anh tham mưu với huyện là từ từ hãy ra văn bản ạ. Dạ, để em gọi cho đồng chí chủ tịch huyện ạ. Dạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh gọi ngay cho chủ tịch huyện đi ạ. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ. Dạ anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, đâu có chuyện đó hả anh? Dạ. Anh ơi. Dạ. Anh ơi, đây em mới sai phạm lần đầu. Anh cố gắng giúp cho em chuyện này, anh bỏ qua chuyện này cho em ạ. Dạ. Làm anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, chủ tịch bảo sao ạ? Anh, chủ tịch bảo sao? Thế là căng rồi. Căng ạ. Ai cũng ngờ đâu. Tất cả là do thằng bạn nói khó. Ông ơi, thuốc của ông tôi xác xong rồi đây. Bà, mọi lần bị cảm tôi chỉ uống có 3 thang của ông Lang Bung là khỏi. Lần này uống đến 7 thang mà vẫn không đỡ là sao hả bà? Hôm nay tôi đổi thuốc mới cho ông rồi. Thế bà lấy thuốc của ai? Tôi có một người quen giới thiệu cho tôi ông ạ. Họ bảo với tôi ông chỉ cần uống hết 3 thang là khỏi. Bà lấy thuốc của ông Nghĩa chứ gì? Ông ơi, đúng là tôi lấy thuốc của bác ấy ông ạ. Tôi đã nói với bà rồi, có chết tôi cũng không uống thuốc của ông ta cơ mà. Ông ơi, bác Nghĩa cả một đời bốc thuốc cứu người. Bác ấy sống tốt vậy, bác ấy không làm hại ai đâu, sao ông lại nghĩ sai cho bác ấy? Không biết thì thôi, mà biết uống vào thì có khác gì uống thuốc độc. Ông lại hiểu sai hiểu nhầm nữa rồi. Cả cuộc đời bác Nghĩa chỉ biết giúp người khác, chứ đã bao giờ bác ấy hại ai đâu. Sao ông lại nghĩ là bác ấy bỏ thuốc độc cho ông uống? Bà không hiểu ý tôi. Ông ơi, tôi hiểu ý ông chứ sao lại không. Ông ốm đau bệnh tật như thế này, tôi rất muốn đưa ông xuống dưới bệnh viện tỉnh để thăm khám cho ra bệnh. Nhưng nhà mình neo người, lại ở vùng sâu vùng xa. Ông này, nếu bây giờ cả hai vợ chồng mình cùng xuống dưới tỉnh thì lấy ai chăm lợn chăm gà hả ông? Tôi đã nói với bà rồi, có chết thì tôi cũng không uống thuốc của ông ta kia mà. Nhưng cái gì? Bà cứ để tôi xuống tỉnh. Ở dưới tỉnh tôi có rất nhiều bạn bè. Thế thằng Dũng, cái Hà, nó đang bận đi làm đi học. Bà nhớ không cần phải báo cho chúng nó. Mình có tiền thì thuê ai chăm sóc mà chả được. Như thế có tiện không hả ông? Tiện cái gì?
Thôi bây giờ bà vào chuẩn bị hành lý. Ông tính lại đi con. Tính cái gì? Bà vào chuẩn bị quần áo cho tôi. Vâng. Bê thuốc vào trong kia. Tôi biết rồi. Đi đi. Vâng, tôi làm ngay ông ạ. Chào cậu. Ông lại còn đến đây nữa kìa. Hôm nay là ngày giỗ của bố cậu mà. Ông vẫn nhớ đến ngày giỗ của bố tôi nữa kìa đấy. Tôi biết là cậu rất giận tôi. Nhưng chuyện nào nó ra chuyện nấy. Có thể cậu không uống bắc thuốc do tôi sắc. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của cụ. Hãy để cho tôi đến để thắp hương tưởng nhớ cụ. Có hương hồn cụ chứng giám. Tôi không bao giờ quên cái thời ấu thơ ấy. Cái thời mà tôi và cậu cùng chăn trâu bắt cá. Có lần hai thằng bỏ học, cụ được kéo về bắt nằm lên phản đánh một trận như từ. Bát cơm nhà tôi, chén nước nhà cậu sứt chỗ nào, cả hai thằng đều nhớ mà. Thân thế, thế mà bây giờ lại như thế. Tình đắng hơn thuốc. Thuốc đắng thì dã tật, tình đắng thì ngã bệnh. Thảo nào mà tôi uống thuốc mãi mà vẫn không khỏi bệnh là thế nào? Để dẫn tới chuyện cậu bị kỷ luật như thế này, thật đúng là không có đau xót nào hơn. Chúng ta kiểm điểm là để giúp đồng chí anh em nhận thấy khuyết điểm mà chân thành sửa chữa. Uống thuốc là để chữa bệnh. Anh không chịu uống thuốc, hoặc thuốc không phát huy tác dụng, thì không phải là do ai, mà chính anh đang tự loại mình ra khỏi tập thể đấy. Bác Phóng, tôi biết bác không dễ gì chấp nhận lời ông nhà tôi vừa nói. Nhưng đây là tấm lòng của vợ chồng tôi, là tấm lòng của tất cả bà con. Mong bác bình an trở lại ạ. Kìa, sao cô lại nói như thế? Chính tôi đây này, mới mong được bà con lượng thứ về những lỗi lầm sai trái của mình. Tôi trách ông bạn tôi là trách ở cái chỗ tình riêng thôi. Chứ còn về việc công, về việc của tập thể, thì tôi rất kính trọng ông ấy. Bà con hãy cố gắng phấn đấu. Còn tôi... Kìa anh. Kìa. Bây giờ là người bỏ đi rồi. Sao anh lại nói thế? Bạn Phong, mọi người đang cần bạn mà. Cần sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết để giúp bà con chúng ta xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh Phong, anh còn nhớ anh đã nói gì trong trận lũ lịch sử cách đây 3 năm không? Tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ như in. Tôi đã kêu gọi đoàn viên thanh niên phải xung kích hăng hái đi đầu. Tôi kêu gọi toàn thể bà con hãy chung sức đồng lòng, không cam chịu đói nghèo, không khuất phục trước thiên tai dịch bệnh. Những điều anh mong muốn giờ đây đã trở thành hiện thực rồi đấy. Các bác ơi! Ôi, các bác ơi! Ôi dồi ôi! Này, cháu ơi! Thế mà mọi người vui thế? Báo viết về xã mình thế này. Sao? Viết về xã mình. Báo viết về xã mình đấy. Để cháu đọc cho mà xem này. Đọc đi, đọc đi. Phát triển kinh tế đồi rừng ở miền núi, tận dụng khai thác hiệu quả lợi thế địa hình đồi núi. Nhiều hộ đồng bào các dân tộc trên địa bàn của xã đã xây dựng phát triển mô hình kinh tế đồi rừng, từng bước vươn lên làm giàu, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong đó có các hộ như là nhà bà Dung, bà Lài, bà Lý. Đây. Đến nay gia đình ông Nguyễn Văn Tình đã phát triển và trồng được 10 hecta cây lát, 10 hecta cây gì đấy nhỉ? Cây xoan. Chữ này. À đúng rồi, cây xoan mà. Chữ đánh máy thôi. 10 hecta cây xoan và nuôi được hơn 100 con trâu bò cho thu nhập hàng năm là hơn 1 tỷ đồng. Ôi giời ơi, đúng quá các bác ạ. Bà con ạ, những thành quả đó mới chỉ là bước đầu. Bây giờ chúng ta phải triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở miền núi. Bà con ạ, hướng đi đã có, khát vọng đã có, điều chúng ta cần bây giờ đó là sự chung sức đồng lòng. Thì khi triển khai nghị quyết vào cuộc sống, chắc chắn sẽ thành công. Ông ơi, bát thuốc của bác Nghĩa tôi mang ra cho ông uống đây. Bà đưa tôi. Vâng. Nào, đồng chí Phong. Bác Phong, bác uống đi. Đồng chí hãy uống đi. Kìa bác uống đi. Bà. Nào, anh uống đi. Cậu hãy uống đi. Cảm ơn ông. Nghĩa, người bạn của tôi.
tốt rồi. Bà con. Bác Thắng. Cảm ơn bà con.